này sẽ hướng dẫn các bạn chơi và khám phá thế giới của con mèo hoang trong thế giới tương lai của loài người. Khi các bạn thấy video này mà hay á, thì hãy cho Lucy một like, một đăng ký thành viên nha. Nhớ mua bản quyền chính hãng của game để giúp đỡ những nhà phát triển, giúp cho họ ra những game hay hơn. Chúc các bạn cùng gia đình chơi game vui vẻ. Hai các bạn, như ở tập trước thì mèo Lucy đã gặp được nhà thám hiểm Bataya và ông ấy đã trăn trối những lời cuối cùng và cũng đã chỉ cho mèo Lucy biết người cuối cùng trong nhóm outsider đó là cô Clementine đang ở trên khu phố người giàu. Cho nên bây giờ mèo Lucy sẽ đi tìm cô ấy và cứ đi lên cao mãi, cuối cùng thì Lucy đã đến được khu phố nhà giàu rồi nè. Nó cao lắm. Wow, đúng là khu phố người giàu có khác. Nhìn nó sạch sẽ hơn ở cái khu ổ chuột lúc trước Lucy đến. Mà không biết cái chỗ này là chỗ gì nữa. Sao vắng tanh à, không một bóng người luôn. Ây da, hiện giờ B12 vừa có trí nhớ của robot B12, vừa có trí nhớ của nhà bác học, người đã tạo ra B12. Cho nên nếu thấy cái gì quen quen thì nhớ nói cho mèo Lucy biết với nha. Ok. Giờ B12 có rất là nhiều trí nhớ ở trong đầu của mình. Ý, vừa nói xong lại nhớ rồi nè. Đây là cái tàu điện ngầm. Ngày xưa mỗi ngày á, ông chủ của B12 đều lên tàu này để đi làm nè. Rồi tan làm thì về nhà với vợ với con. Nhưng mà giờ vợ và con đi đâu hết rồi? Lúc trước sống ở đây nè, con người sống rất là nhiều luôn. Rồi những người sống ở đây á, ai cũng mơ ước được đi ra bên ngoài, ra khỏi cái thành phố này nè. Chứ ở trên thì bao phủ lại, nhìn không có thấy bầu trời. Ở dưới là khu ổ chuột, rồi sống vòng vòng ở trong cái bao bọc với những bức tường cao 450m này thì rất là chán. Nhưng mà giờ con người họ đi đâu hết rồi? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Thôi B12 cũng đừng buồn nữa, từ từ mình sẽ điều tra được lý do tại sao con người biến mất à. Rồi thôi, bây giờ mình lo mình đi kiếm cô Clementine đi. Theo trí nhớ của nhà bác học thì theo cái đường hầm này nè, sẽ đi thẳng đến thành phố người giàu. Ở chỗ đó chắc chắn sẽ có Clementine. Ok, vậy thì mình cứ đi thôi. Hình như lên trên cái khu phố người giàu này không còn những con bò chét đột biến nữa. Nãy giờ mình đi mình đâu thấy gì đâu. Bởi vậy tội những người sống ở khu ổ chuột ghê luôn á. Nhưng mà tàu điện ngầm lâu rồi hình như không có chạy, cho nên nhà ga này cũng bị bỏ trống rồi. Wow, nhà sách. Ôi, ở đây nhiều sách quá à. Nào là sách di sản thế giới, sách đạo đức, sách trí tuệ nhân tạo. Ôi, sao B12 thấy quen quá vậy? Hình như trong ký ức của ông bác học thì ông ấy đã đọc hết rồi. Đọc sách thật là thư giãn và tốt cho đầu óc. Nè bé yêu, đọc sách không? Từ lúc con người biến mất thì không còn ai đọc sách nữa. Nên ở đây giờ á, buồn hiu à. Dạ. Dạ đúng rồi, robot thì cần gì đọc sách. Chỉ cần nạp dữ liệu từ trong máy tính vào một cái óc một cái là có đủ hết thông tin rồi. Ý, ở đây có máy cassette nữa nè. Mở nhạc nghe xíu cho thư giãn. Thôi con chào bác nha. Bác lại, bác lại, bác lại. Ý, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Ra coi, ra coi. À, hình như là ăn cướp. Bị cảnh sát dí kìa. Tội robot mà cũng có ăn cướp nữa ta. B12 giờ thử cái này là gì vậy? Lệnh truy nã Clementine. Ai thấy người này hãy báo ngay cho cảnh sát chúng tôi. Phần thưởng 100 viên binh 2k. Wow. Ôi phần thưởng lớn quá vậy. Ủa Clementine đã làm gì gây nên tội mà bị cảnh sát truy bắt vậy ta? Ê, ở đây có quảng cáo của công ty Neko kìa. Đừng lo lắng về rác thải, công ty Neko của chúng tôi sẽ lo hết cho bạn. Trời ơi, nó xạo ghê thiệt chứ. Thu gom rác thải xong rồi chế ra con bò chét đột biến xích để nó ăn rác, cuối cùng hại luôn cả nguyên những người sống ở khu ổ chuột à. Cấm vào khu vực nguy hiểm. Ồ, màu cam là nó cấm vào luôn rồi. Ý,
tên tội phạm đã bị cảnh sát bắt rồi. Đâu đâu mình qua mình nghe mình hóng thử coi. Tên cướp kia, đưa chứng minh nhân dân đây. Nếu mà còn chống cự thì chúng tôi sẽ bắt đưa về đồn cảnh sát và xóa sạch ký ức để trở thành một con người mới hoàn toàn. Ồ, robot không có tử hình mà xóa ký ức à. Đâu để hỏi hỏi nhỏ anh này coi. Anh gì ơi, anh có biết cô Lamentine ở đâu không vậy? Trời ơi, nghĩ sao mà đang đứng hình cảnh sát mà đi hỏi vậy hả? Không biết, không biết, đi vô khác đi, không biết. Cô đang ở trong chung cư của công nhân nghèo đằng kia kìa. Đi đi, đi đi. Dạ, 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 cảm ơn anh. Mấy bạn biết sao không? Tại vì á, những tên trộm nè, những tên giang hồ rồi này kia, họ đi rất là nhiều nơi, cho nên họ sẽ có nhiều tin tức lắm. Bởi vậy, mình mới hỏi thăm là như vậy đó. Chứ còn họ cảnh sát thì thua, tại cảnh sát đang truy nã Lamentine mà, sao hỏi được. Wow, khu phố người giàu có khác ha, giàu có quá, mặc đồ cũng đẹp nữa. Ồ, quán cà phê, quần áo, rồi quán bar nữa. Đồ còn có xe tải nữa kìa. Chuyện gì đang âm sầm vậy? Cửa đã đóng từ 9 giờ tối rồi, giờ này 10 giờ không được đi nữa. Quay lại đi. Ồ, cái cửa bị đóng rồi. Ý, còn có những cái con gì nó bay bay kìa. Chắc là một phần gì đó để hỗ trợ cho cảnh sát. Chú ơi, chú có biết cô Lamentine ở đâu không vậy? Gì? Đi tìm Lamentine hả? Trời ơi, đang bị truy nã mà. Trước sau gì cũng bị bắt à. Thôi khỏi tìm đi. Nhưng mà nếu cần thì cứ đi hỏi những người lao động nghèo á. Cô ấy là thần tượng của họ mà. Bởi vì cô ấy luôn muốn giúp những người ở đây ra khỏi thành phố này, vượt qua bức tường cao 450m để đi ra ngoài. Và những cái con bay bay đi chung với cảnh sát á là được lập trình để bắt những người muốn thoát ra khỏi thành phố, cho nên cô ấy mới bị truy nã đó. À, thì ra là vậy. Vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ cô Lamentine là làm việc xấu gì đó mới bị cảnh sát truy nã chứ. Ý, chỗ này giống cái chung cư của người lao động quá vậy ta. Xích ra, xích ra. Cô đang tập thể dục. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Chắc đây là chung cư ở trọ của công nhân nghèo nè. Nhưng mà trời ơi, sao nó giống chung cư ở Việt Nam mình quá ha. Nhiều phòng quá à. Giờ mình biết cô ấy ở đâu đây. Ủa, có một điều kỳ lạ là camera được gắn ở đây rất là nhiều. Dạ 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 dạ. Mình bị lên ký rồi sao á. Đứng lên camera cái nó gãy luôn à. Thôi mình đi vô, mình đi vô để mình té. Dạ. Trời ơi, mình đã lỡ làm gãy luôn một cái camera rồi. Hình như cảnh sát đang nghi ngờ cô Lamentine ở trong này á, cho nên ở chỗ nào cũng gắn camera hết trơn á. Trời ơi, giờ mình biết ở đâu đây mà kiếm. Phòng thì bao la bát ngát luôn. Theo mấy bạn thì trong trường hợp như thế này thì chúng ta biết tìm cô Lamentine ở đâu đây? Ý, đằng kia có người kìa. Mình qua mình hỏi thăm thử. Mà giờ á, cô ấy đang bị truy nã mà, cho nên nhiều người biết cũng không dám chỉ đâu. Anh gì ơi, anh có biết cô Lamentine ở đâu không vậy? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ở bên sau lưng tôi, ở sau lưng tôi. Gì vậy, anh ảnh hát cái gì kỳ vậy? Có bài hát gì mà ở sau lưng tôi? À, mình biết rồi. Coi chừng ảnh muốn chỉ cho mình mà ảnh sợ cảnh sát biết, cho nên ảnh giả bộ ảnh hát á. Ồ, nhà này đóng kín mít luôn kìa, giống như không có người ở vậy. Mình vô đây thử nha. Ui, tối thui à, hình như trong này không có người ở á. Ê ê ê, nhìn nè, nhìn nè mấy bạn ơi. Trồng cây, trồng cây mà không cần ánh sáng, chỉ có mỗi cô Lamentine mới làm được thôi. Có thể nhà này của cô ấy rồi. Ủa, quá trời cây luôn kìa. Cô Lamentine ơi, cô Lamentine ơi, hãy xem đây. Người lại, đến đây làm gì? Dạ, dạ, em theo chỉ dẫn của tiến sĩ Bataja. Hả? Đây là thành viên thứ 5 của nhóm Outsider đấy hả? Sao nhỏ xíu vậy? Trời ơi, cô nghe kể, con đã làm được rất là nhiều việc, dũng cảm, gan dạ. Không ngờ lại là một con mèo bé xíu xiu vậy á hả? Wow, bất ngờ nha. Nhưng mà cũng rất là hay đó. Mèo Lucy rất là giỏi luôn.
tuyệt vời. Cô đang lên kế hoạch để thoát khỏi thành phố đây nè. Nhưng mà giờ cảnh sát đang truy nã đông quá nên cô không thể ra ngoài được. Mẹ Lucy có muốn cùng bàn kế hoạch với cô không? Dạ 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 muốn, dạ muốn. Đây đây, qua đây qua đây. Nè, cô đã lên kế hoạch sẵn rồi nè. Đầu tiên mình đang đứng ở giữa trung tâm này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng tàu điện ngầm để đi từ nhà ga này đến trung tâm. Rồi sau đó chúng ta sẽ vượt qua bức tường. Đó đó, rất là nhiều khúc này luôn nè. Nhưng mà để tàu điện ngầm mà chạy được á thì mình cần có một cục pin hạt nhân siêu mạnh. Công ty Neko có một cục duy nhất đó thôi và đang cất trong nhà máy của họ á. Mình phải lấy cục pin đó cho bằng được thì chúng ta mới thực hiện được kế hoạch này. À, cô biết một người có thể lấy được cục pin này. Cô không biết tên, nhưng mà đó là một robot giang hồ mặc áo khoác da, đeo dây chuyền vàng, hay đứng ở gần công ty Neko á. Mèo hãy giúp cô đi tìm hắn để lấy cục pin không? Đến gặp hắn thì đưa cái mật mã này nè, để hắn biết là mèo Lucy là đang làm việc cho cô. Hả? Sao biết tìm hắn ở đâu đây cô? Thành phố này ai cũng biết á. Hỏi thăm ai cũng được, nhưng đừng hỏi cảnh sát và bọn robot bay. Họ sẽ bắt chúng ta lại đó. Nếu vậy thì mình phải đi tới công ty Neko. Đúng rồi, hắn hay đứng gần công ty lắm. Dạ, vậy bây giờ để mèo Lucy đi đây. Cô ở đây cẩn thận nha. Thấy cảnh sát gắn camera rất là nhiều phía bên ngoài á. Ok. Trời ơi, ở trong tối thui ra đây sáng trưng à. Chói mắt quá. Vậy là mình bây giờ mình phải đi tìm đường đến công ty Neko. Mà muốn biết được công ty Neko ở đâu thì mình phải hỏi thăm. Rồi chỗ nào có nhiều công nhân đứng á thì chắc chắn đó là công ty Neko rồi. Thôi, tìm cầu thang để đi thôi. Theo như ký ức của nhà khoa học thì B12 hiểu là thành phố này xây dựng một hệ thống để bảo vệ, không cho cái gì vào bên trong được mà cũng không cho bên trong ra ngoài. Nếu mà cố gắng để đi ra ngoài á thì sẽ phá vỡ cái hệ thống đó đi. Vậy thì sẽ gây thiệt hại cho những người đang ở bên trong, cho nên cảnh sát mới ngăn cản họ đó. Ý, cảnh sát kìa, cảnh sát ở khắp nơi. Trời ơi, giờ đi tìm người mà mình còn không biết mặt mũi ra sao luôn á. Ý, chú robot công nhân vệ sinh kìa, đội cái nón này nhìn vô là biết liền. Trời ơi, bản truy nã của cô Lementine ở khắp mọi nơi luôn. Tội nghiệp cô ấy quá. Ý, mặc đồ công nhân nè. Vậy chắc công ty Neko nằm bên trong rồi. Mình đi vô thử. Ồ, đúng rồi đúng rồi. Thêm một chút công nhân nữa. Quan trọng cái người mình cần tìm ở đâu đây. Ý, mặc áo khoác và đeo dây chuyền vàng kìa.